xin chào các bạn lần này mình chia sẻ cái hệ thống giáo dục của các nước à, thụy điển phần lan và việt nam các bạn ha các bạn xem là cái sự khác biệt nhau à, nó như thế nào ha à, thì cái hệ thống giáo dục của phần lan và thụy điển là nó xem xem giống nhau á các bạn còn ở việt nam là mình nghĩ là nó có một chút khác hơn á bên thụy điển và phần lan các bạn ha là các bạn có thể chọn cho con mình trường mẫu giáo uh, của xã hội hoặc là mẫu giáo của tư nhân. Uh, Điều được các bạn ha. Và các bạn thường thường là ở đây là họ chọn những cái trường mẫu giáo cho con mà gần cái khu vực của uh, họ hơn á các bạn. Của các ba mẹ hơn á. Uh, thường thường là uh, các ba mẹ là chọn cái trường mẫu giáo cho con là gần nhà nhất các các bạn. Cái trường nào mà gần nhà nhất á thì um, dù là các bạn chọn cho con của mình đi vào trường mẫu giáo của xã hội hoặc là mẫu giáo tư nhân thì cái cách mà chăm sóc một đứa trẻ cái cách dạy trẻ uh, đều là giống nhau các bạn ha uh. cái hệ thống của họ uh, họ phải tuân thủ cái cái luật lệ uh, các bạn cái luật lệ dạy cho một đứa trẻ um, phát triển uh, ở cái trường mẫu giáo là giống nhau có thể nó hơi hơi khác nhau một chút nhưng mà nó nó vẫn là nằm trong cái hệ thống á các bạn nằm trong cái cái luật lệ chứ không phải là khác hoàn toàn được à, và ví dụ là các bạn đi làm ca đêm à, thì các bạn cũng không có cần phân vân là à, nếu mà mình đi làm ca đêm á thì ai à, trông con cho mình thì cái này á là các bạn nhà trẻ cũng là có à, ca đêm các bạn ha để mà giữ trẻ cho những đứa trẻ mà ba mẹ đi làm ca đêm á các bạn và nếu mà các bạn không có ranh á thì các bạn điền lên xã hội thì xã hội sẽ đưa cái thông tin và giúp các bạn à, tốt nhất á để mà các bạn gửi đứa trẻ con của các bạn vào cái trường mẫu giáo đó để mà các bạn yên tâm đi làm ca đêm á các bạn à, có nghĩa là ở đây là cái cộng đồng á nó rất là mạnh á các bạn giống như mình đi làm mình động thủy rất là cao các bạn ha mà xã hội sẽ giúp cho uh, cho um, cho mình giống như những gì cần thiết á um, và thường thường á các bạn là ở bên thủy điện á là một đứa trẻ từ một tuổi trở lên các bạn ha là bắt đầu đi học mẫu giáo rồi còn mà ở bên Phần Lan á, là những đứa trẻ 9 tháng tuổi trở lên các bạn ha là được gửi vào mẫu giáo thì uh, uh, trong lớp mẫu giáo á, các bạn thì chia ra hai nhóm một nhóm á, là bên Thụy Điển là một nhóm là từ 1 tuổi đến 3 tuổi các bạn ha. nhóm mẫu giáo nhỏ còn mà từ 3 tuổi đến 5 tuổi á, là nhóm mẫu giáo lớn á, các bạn còn ở bên Phần Lan á, là từ 9 tháng tuổi đến 3 tuổi là nhóm mẫu giáo nhỏ Còn mà từ 3 tuổi đến 5 tuổi là nhóm mẫu giáo lớn các bạn à, Và những cái đứa trẻ mà ba mẹ bị thất nghiệp á, các bạn Thì không có đi làm thì ở nhà trong trẻ Nhưng mà những đứa trẻ này vẫn là được đi nhà trẻ các bạn ha nhưng mà đi nhà trẻ um, ít giờ hơn các bạn khoảng từ 9 giờ 10 giờ 11 giờ 12 giờ là ăn trưa ở nhà trẻ xong là ba mẹ đi đón về á các bạn để cho trẻ được học hỏi và uh, gặp bạn bè các bạn cho không phải là lúc nào cũng khăng khăng với là ba mẹ nhưng đó là nếu ba mẹ uh, muốn đưa con đi nhà trẻ các bạn ha uh, thì xã hội không có cấm các nhà trẻ không có cấm Vẫn cho đi nhưng mà cho đi cái thời gian ít hơn thôi Tuổi thường thường là 3 đến 5 tuổi các bạn ha Còn mà dưới 3 tuổi thì cái này những cái thông tin này là nếu mà các bạn bị thất nghiệp mà muốn đưa con đi nhà trẻ thì các bạn liên lạc với xã hội thì xã hội sẽ đưa những cái thông tin tất cả những cái thông tin mà các bà muộn biết á và họ sẽ giúp cho con của các bạn tốt nhất có thể ở trong cái xã hội các bạn ha còn mà nếu mà ba mẹ không có muộn đưa con đi á thì ba mẹ từ dài con thì với là chơi chơi với con á thì cái này xã hội cũng không có cẩm mắt các bạn có nghĩa là xã hội mở rộng ra để cho trẻ con được giao lưu được gặp bạn bè với là được học hỏi ấy. còn mà ba mẹ không có muộn ấy, mà ba mẹ muộn đi đưa con đi đến những cái chỗ mà à, xã hội cũng có mở những cái phòng các bạn ấy, có nhiều đồ chơi cho các trẻ ấy, và cho ba mẹ dẫn con đến đó chơi á các bạn thì cũng cũng từ khi em bé mới sinh ấy, đến đến em bé trước khi đi học thì cũng có quyền để nó chơi á các bạn có nghĩa là từ từ không tuổi đến 5 tuổi Làm đi nhà trẻ hay không á thì đó là quyền của ba mẹ á, các bạn không có bắt buộc á còn cái chi phí á các bạn thì uh, họ tính theo ví dụ ở thụy điển ha là khi mà con mình mà đi học và uh, nhà trẻ á, thì mình nhớ là À, trả cho xã hội là 3% Của tiền lương của à, Ba mẹ gom lại á các bạn à, Nhưng mà họ cũng tính là à, Cái giới hàng á Ví dụ là có nhiều người mà Cái cái lương cao quá các bạn Nhưng mà họ cũng không có lấy 3% Tất cả những cái lương cao đó Họ tính là cái giới hàng Ví dụ là mình quên Cái, cái giới hàng rồi Nhưng mà à, Ví dụ là lương của các bạn làm ví dụ là 50 triệu một tháng đi nhưng mà trên 50 triệu một tháng ấy, là họ sẽ không có tính trên cái cái mức lương đó các bạn họ chỉ tính phần trăm của cái lương mà từ uh, thấp đến 3 à, đến 50 triệu đó thôi còn mà các bạn mà gia đình các bạn mà uh, thu 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 hoạch à? uh, các bạn giống như cái lương của các bạn á mà nó cao hơn 50 triệu đó á, thì à, xã hội không có lấy họ chỉ lấy là 50 triệu trở xuống thôi có nghĩa là có một cái ranh giới á các bạn à, còn mà trong nhà của các bạn mà có hai ba đứa con thì họ sẽ lấy rẻ hơn á các bạn ví dụ họ lấy à, xuống là ví dụ đứa thứ nhất là lấy 3%, phần trăm đứa thứ hai là lấy 2%, phần trăm đứa thứ ba là lấy một phần trăm có nghĩa là cái tiền lề phỉ họ sẽ giảm giảm hơn cái này các bạn nên điền đến khi mà các bạn có con nhỏ các bạn điền đến xã hội thì xã hội sẽ giải thích tất cả những cái mà các bạn muốn còn cái này là mình chỉ dựa vào con của mình là mình 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 nhớ là mình trả ba phần trăm tiền lương của mình và ba của bé còng lại á. Bên Phần Lan á, thì cái đi nhà trẻ là cũng trả là từ 27 đến 290 euro các bạn là tùy mỗi gia đình với là tùy mỗi cái 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 thu hoạch cái gì là cái lương á cái lương gọi là cái thu gì ta thu nhập à cái thu nhập á, các bạn tùy theo cái thu nhập của mỗi gia đình đó là tùy theo con cái nữa gia đình mà có nhiều con cái quả là họ sẽ giảm bớt cái chi phí á, các bạn xã hội sẽ giúp á. có nghĩa là à, những đứa trẻ ha, đi ra xã hội là điều giống nhau hệ cho các bạn đi nhà trẻ là được ăn cơm trưa ở nhà trẻ được ăn bữa lợ ở nhà trẻ nếu mà ba mẹ đi làm cả ngày á, thì cái cái tiền mà trả chi phí đó là được ăn ăn trưa với là được ăn những bữa lỡ các bạn và những mà em bé mà um, đi học sử mất 6 giờ sáng đi đến nhà trẻ để ba mẹ đi làm thì 9 giờ hình như 9 giờ 8 giờ thì nhật các em bé đó cũng được ăn sáng nữa các bạn có nghĩa là um, cái sự công bằng cho những đứa trẻ là rất là tốt có các bạn giống như nếu mà con của các bạn ấy, mà không có thích ăn cái thức ăn ở nhà trẻ mà bạn nói đấy, um, thức ăn này um, bé nhà mình thích tắm um, đưa cho cô dạo để cô dạo cho bé ăn ấy. mình nghĩ ấy, là cô dạo không có lấy các bạn ha bởi vì cô giáo sợ làm những đứa trẻ khác ấy, nhìn uh, con của bạn ăn thức ăn ngon hoặc là ăn thức ăn lá thì những đứa trẻ nó có, có thể buồn hoặc là ganh tì hoặc là từ hỏi o tại sao cô dạo cho đứa trẻ này ăn cái này mà mình không có được á các bạn thì ừ, trừ khi là ví dụ trong lớp có một bé bị bình tiểu đường ha thì bé đó phải cái, cái thỉnh thoảng phải ăn cái thức ăn này hoặc thức ăn kia hoặc là ví dụ ăn chuỗi thì cô giáo sẽ giải thích cho những bé khác các bạn ấy, là nói là ờ bé này phải ăn quả chuối này mà à, các con chưa có được ăn hoặc là chưa à, không có được ăn á thì bởi vì là bé bé này là bị tiểu đường á, này là bị tiểu đường á. Ví dụ vậy á các bạn là cô giáo sẽ giải thích rõ ràng nguyên nhân cho các bé khác hiểu các bạn ha. Chứ không phải là là người lớn là muốn quyết định gì thì trẻ con không có được quyền ý kiến các bạn hoặc là không có được quyền lắng nghe hoặc là không có cần giải thích cho bé cô giáo sẽ giải thích tất cả những gì mà các bé thắc mắc hoặc là cô giáo mà làm cái gì mà khả là cô bé tự là cô giáo sẽ tự giải thích cho cho các bé hiểu các bạn ha à, ở đây á dài trẻ nó rất quan trọng với các bạn và cái sự công bằng á cho các trẻ là cũng rất là đặc biệt quan trọng á các bạn à, và mình nhớ á, là cái nhóm của cái lớp màu dạo con của mình á là có 13 bé các bạn ha à, mà bốn cô giáo bởi vì trong đó có một bé là bị khuyết tật các các bạn thì có bốn cô giáo cho thân thương là một lớp á là khoảng 12 bé các bạn ha và ba cô giáo thì à, cái bẻ khuyết tật đó là cần sự giúp đỡ nhiều hơn á các bạn thì cho nên là có thêm một cô giáo nữa là thành bốn cô giáo á các bạn còn thường thường là lớp 12 bé thì một cô giáo làm chịu trách nhiệm bốn bẻ các bạn ha và um, cô giáo đó sẽ theo dõi bố bé này và liên lạc với ba mẹ những cái gì, ví dụ là học phụ huynh hoặc là có những cái gì đặc biệt á, thì họ sẽ thông báo với gia đình đó các bạn còn mà dày lớp chung chung á, thì các cô giáo điều dày cho các bé điều chơi với các bé còn mà cô giáo còn lại đó là phải chăm sóc cái bé mà khuyết tật này á, là nhiều hơn á các bạn tại vì một bé khuyết tật thì cô giáo chăm sóc một bé này là đủ rồi không có có, có um, thời gian mà chăm sóc bổn bẻ được tại vì bé bị khuyết tật là bé cho nên phải cần một cô giáo còn mấy bé khác khỏe mạnh thì bổn bẻ một cô giáo họ sẽ họ rất là, là quan tâm và chăm sóc tốt cho những bé khuyết tật các các bạn còn ở Việt Nam á thì mình thật sự là mình cũng không có răn các bạn có nghĩa là mình không có răn là à, xã hội sẽ giúp những ba mẹ như thế nào á để cho các bé được đi nhà trẻ à, khi mà ba mẹ đi đi làm việc á hoặc là cái chi phí á thì mình nghĩ là cái chi phí mỗi nhà trẻ là hình như là khác nhau á với là À, cái cách ăn uống thì mình cũng không có rành, nói chung là ở Việt Nam á thì mình không có rành lắm các bạn ha. Nhưng mà mình nghĩ là nó có một chút khác biệt với là Thụy Điển và Phần Lan. Thụy Điển và Phần Lan á thì nó xem xem giống nhau á các bạn. Nó khi mà con của mình ở nhà trẻ ở Thụy Điển, rồi khi mà chuyển sang Phần Lan á thì con của mình cũng tiếp tục đi nhà trẻ thêm một chút nữa thì cái hệ thống nó cũng tương tự giống nhau và cái cách dài á các bạn à, mình sẽ kể cái cách mà các bé ở mẫu giáo ở đây là cái cách các bé học các bạn ha là các bé học những gì á các bé ở đây á là khi mà đi học mẫu giáo dù nhỏ cỡ nào thì các cô giáo cũng dạy là cái cách bảo vệ môi trường á các bạn không có xả rác lung tung này rồi à, ví dụ cô giáo giải thích là cái ở ngoài đường á mà cái lạ cây á các bạn Uh, rung xuống dưới đất các các bạn là cái tự nhiên thì người uh, có một lúc nào đó người ta sẽ đến giòn cái lạ đó đi á nhưng mà ví dụ là ở trong cái động lạ đó á, là một cái tờ báo hoặc là một cái uh, bì ni lông á thì đó là rã các các bạn là cô giáo nói là không có tụt á nếu mà dục như vậy là không có tụt á thì các bé là rất là 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 khôn à, nhỡ rất là dai á các bạn và hiểu á rồi học cái cách bảo vệ rừng này các bạn à, rồi học cách à, ví dụ là nếu mà nhà trường bị chảy hoặc à, nhà trẻ bị chảy hoặc là ở nhà bị chảy hoặc là nơi nào đó bị chảy á các bạn thì các đứa trẻ là nó à, biết cách á, là thoát á thoạt ra là ở chỗ nào với là khi mà nghe cái, cái chuông bảo hiệu kêu á các bạn thì các bé là tập trung ở đâu và à, nói chung là họ sẽ dạy cái à, cái vấn đề mà thoát thân á các bạn trong cái những cái lúc mà cái trường hợp khẩn cấp á và à, có nghĩa là mặc dù các bé con nhỏ nhưng mà sẽ được huấn luyện những cái mà các bé biết các các bạn với là một điều nữa là à, các cô giáo cũng là dạy cho các bé làm à, ví dụ là à, tất cả mọi người lớn ngay cả ba mẹ và cô giáo không có ai có quyền đánh các con ha với là à, ví dụ nếu mà trong cái trường hợp mà các con bị đánh hoặc là bị ăn hiếp á, bị bào hành á, là sẽ bày cho cái sổ mà khẩn cấp để các bé gọi điện các bạn hoặc là các bé khuyên các bé là kệ cho những người lớn mà các bé tin tưởng cảm thấy an toàn các bạn thì ở đây họ sẽ dạy cho các bé rất là nhiều cái các bạn không phải là chỉ có là ăn no ngủ ngon với là sạch sẽ đâu á cho nên ở đây á những bé là rất là mạnh mẽ các bạn có chuyện gì xảy ra là các bé biết cách á bởi vì là học ở một từ một giáo lên á các bạn cho nên á, là à, có những cái trường hợp cũng các bé cũng bị bào hành nhưng mà rất là ít các bạn rất là hiểm bởi vì khi mà ở nhà mà các bị bào, bị bào hành á, mà đi học á, mà các cô thấy cái cử chỉ của các bé buông buông hoặc là cái gì không có bình thường á với là ví dụ vết bầm vết đô về các cô giáo mà thủ thị thủ thị nhẹ nhàng cái là các bé kệ ra hết ra các bạn cho nên á, thì cô giáo sẽ liên lạc với xã hội và cảnh sát thì cô giáo cảnh sát xã hội sẽ tìm cách giúp cho bé các bạn và tìm hiểu nguyên nhân á cho nên ở đây là các bé là được giúp đỡ các bạn ha và các cô giáo sẽ theo dõi rất là kỹ á ở việt nam á thì mình hay đọc trên báo là các cô giáo nhà trẻ là phải có trách nhiệm cho bé ăn tốt À, đục cho bé ăn tốt với là cho bé ngủ tốt với là áo quần sạch sẽ nhưng mà ở đây á nó ngược lại á các bạn mình đi đoạn bé mà cái mũi nó chạy lam nhem với là à, áo quần thì nó dơ á tại các các tài bé đang chơi mà các bạn thì cô giáo cứ để tự nhiên á ví dụ à, cô giáo mà nhìn thấy thì cô giáo lau mũi cho thôi mà đâu phải là trẻ con mà nhiều lúc lau cái nó chạy lại á các bạn thì uh, và các bé chơi á, thì để cho các bé chơi nó lẫm lem vậy không có sao hãy ra về nhà tắm các bạn còn mà các bé ăn á là cô giáo tập cho các bé ăn rất là giỏi á các bạn từ ăn á à, ví dụ một tuổi mà đi đi mẫu giáo á, là cô giáo À, vừa tập cho bé từ ăn rồi cô dạo đục nữa có nghĩa là nơi cái dĩa có hai cái muỗng một muỗng là cô dạo, một muỗng là của bé thì khoảng bé khoảng một tuổi rưỡi hai tuổi là từ ăn rất là giỏi á, các bạn à, và ăn ít ăn nhiều gì thì tùy các bé cô dạo không có ép á, các bạn có nhiều lúc con của mình á đi học cả ngày mà cái hôm đó ăn một cái một cái bánh mì thôi á các bạn thì cô giáo cũng kể sự thật cho ba mẹ nghe là uh, hôm nay con của bạn không có muốn ăn á chỉ có ăn một lạc bánh mì thôi thì để về nhà mình cho ăn thêm á các bạn hoặc là con con của những đứa trẻ mà bị tẻ thì cô giáo cũng sẽ thông báo á, các bạn có nghĩa là để cho ba mẹ theo dõi á có nghĩa là tất cả mọi cái là nó xảy ra chuyện gì trong cái ngày đi nhà trẻ đó là cô giáo sẽ thông báo lại cho ba mẹ và thông báo sự thật các bạn á chứ không có nói giả dạ dối là họ, con của bà ngủ tốt ăn ngon lắm họ không có nói vậy nếu mà con của bạn không có chịu ăn á cho nên á cái cách mà tốt nhất á là họ dạy cho bé và cho bé chơi á còn những cái gì á họ không có ép bé các bạn còn cái việc mà bé bị tẻ các bạn thì không phải lúc nào cũng vậy Nhưng mà có những một vài cái trường hợp vậy thôi Tại bé leo lên ghế hoặc là leo lên sofa Nhưng mà khi mà xảy ra lắm Mà nếu mà có xảy ra thì cô giáo không có đợi kịp á thì nó bị sưng một cái nhỏ nhỏ trên trán hoặc là trên đầu gì đó thì cô giáo cũng sẽ bảo cho ba mẹ các bạn ha, tất cả mọi cái mà xảy ra cái chuyện gì là cô giáo sẽ bảo cho ba mẹ để ba mẹ theo dõi các bạn à, mặc dù cô giáo rất là cẩn thận nhưng mà nhiều lúc trẻ nhiều lúc lâu lâu nó bị tẻ các bạn thì mình giữ trẻ cũng bì vậy mà nhưng mà không có cố gắng không có nguy hiểm thôi có nghĩa là không có trèo lên cao cái ghế thì những cái ghế thấp thấp của bé cho nên á, là có nghĩa là cô giáo không có che che giấu một cái chuyện gì hết các bạn ha đó là một số điều mà mình kể về cái nhà trẻ ở đây các bạn ha thật ra là cái nhà trẻ là từ 0 đến 5 tuổi á, các bạn nhưng mà từ 0 đến đến một tuổi hoặc là đến 9 tháng thường thường là ba mẹ muốn chăm sóc á, cho ít khi mà đưa đi nhà trẻ lắm, với là nếu mà đưa đi á thì mình nghĩ là các bạn liên lạc với xã hội á. còn cái này thì mình không có răn á, nhưng mà ở đây đa số họ sẽ không có đưa các bé nhỏ như vậy đi nhà trẻ, họ sẽ tự chăm sóc á, ba mẹ tự chăm sóc á, với là à mình sẽ chia sẻ các bé 6 tuổi là học cái gì các bạn ha và 7 tuổi trở lên là học những gì trong cái à, chia sẻ khác các bạn ha à, mình sẽ chia sẻ từ mẫu giáo đến đại học và đi làm thì mình sẽ chia sẻ từ từ những cái chia sẻ một á bởi vì một nếu một cái chia sẻ thì nó dài lắm á các bạn mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái chia sẻ này của mình chúc các bạn luôn vui vẻ